cái giường đâu đó, tự nhiên bứng người ta lên cái chồng vào một cái giường khác. Em tưởng bứng lên là sẽ đi nấu ăn hay làm cái gì đó mà bạn bứng cái đó lên xong rồi bạn chồng vào một cái chỗ khác. Đâu có gì đâu em, tao muốn giải tỏa cái giường đâu cũ qua giường đâu mới thôi. Đúng rồi. Thì hả? Nãy giờ em có nghe mọi người nói gì không Tuấn Trần? Dạ có. Có hả? Em nghe mọi người kể chứ. Dạ thôi bây giờ em nói đi, ý kiến của em sao? Ủa nãy em nói rồi mà. Nói đầu rồi nghĩa. Bây giờ anh nói lại được không? Đó. Anh đó. Anh nói rồi á. Thôi kêu bạn xong này. Ủa nãy rồi. Em nói gì để còn nhớ đó kìa. Nói nó bạn này hát kêu hay. Hát hay. Chị nói một nín thở gì đó. Anh không có tập trung gì hết. Nãy là em nói là bạn này đứng lên vậy nè. Đó, nín thở là hơi dài hát hay. Đúng là anh không tập trung gì hết. Bạn nói như vậy, bạn đứng như vậy đúng rõ ràng. Em nói rõ ràng là vậy mà. Anh làm gì em? Không có đâu, những cái lời vừa rồi như hoa như ngọc dành cho em vậy đó Sti. Ây da, trời ơi Thành. Trời ơi. Trời ơi. Diễn. Ông Diễn. Trời ơi Diễn kìa. Trời ơi. Bạo lực phim trường. Tao chết cho mày vừa lắm. Tao chết cho mày vừa lắm. Tao chết cho mày vừa lắm. Đừng xin. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Ở đây bao nhiêu cái camera người ta thấy rõ mồn một. Mà em nỡ lần nào em làm như đúng rồi vậy ST. Đâu có đâu những cái lời vừa rồi như hoa như ngọc dành cho em vậy ST. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, trời ơi Thành. Trời ơi. Tụng tát vô mặt nó còn được kêu quang à. Đâu hồi nãy anh Thành nó kêu em tát vô mặt em. Rõ ràng chứ tao điên á, tao điên á. Rồi em phải làm như thế để em có thấy là nó có một cái hàng rào che mấy con gà lại không, tại mấy con gà nó hận cái bạn này lâu lắm rồi, sợ là bay lên mổ bạn này đó, tại vì cho người ta ăn có một hộp và kiểu là nghĩ làm sao mỗi bữa ăn có một hộp duy nhất à, thì mấy con gà nó căm phẫn trong lòng. Làm cho nó kể chuyện ngụ ngôn cho các cháu chứ gì nghe vậy đó trời. Em bị dính virus gì vậy? Đây là cái mấy cái con gà đó nó nhập vô em, nó truyền tải cái thông điệp. Không có kể chuyện ngụ ngôn nữa kìa. Tập trung bỏ qua những cái chuyện mà viễn vông đó. Ghế này mà cô về ghế này anh ơi. Ô, bữa nay muốn đổi trời. Em hết đổ mồ hôi rồi anh, ST đổ mồ hôi rồi. Mà quan trọng là có hát hay không? Hay. Sao hay? Tại vì cái mặt này là mặt lanh. Em cũng công nhận lanh luôn á. Mà lanh nặng luôn á anh. Lanh hả? Là cái mặt lạnh tanh. Lanh hát cũng hay. Tuấn bớt làm duyên lại em. Sao ngồi cái thế gì kỳ vậy? Mình tham gia chương trình á. Mình tập vô câu chuyện cái mình đừng có câu chuyện cái này. Ai chụp hình anh vậy? Sao tự nhiên ngồi cái dáng y như chụp hình vậy? Sao Tuấn nhận xét anh nghe coi. Dạ lanh. Lanh thì sao? Nãy nói lanh sao anh? Lanh hát hay. Dạ lanh hát hay. Hát hay. Như cái vườn rau người ta là đang đứng với hả đại gia đình, người ta đứng kế bên cái vườn rau đó, tự nhiên bứng người ta lên cái chồng vào một cái vườn khác. Em tưởng bứng lên là sẽ đi nấu ăn hay làm cái gì đó mà bạn bứng cái đó lên xong rồi bạn chồng vào một cái chỗ khác. Đâu có gì đâu em, ta muốn giải tỏa cái vườn rau cũ qua vườn rau mới thôi. Đúng rồi. Nãy giờ em có nghe mọi người nói gì không Tuấn Trần? Dạ có. Có hả? Em nghe mọi người kể chứ. Dạ thôi bây giờ em nói đi, ý kiến của em sao? Ủa nãy em nói rồi mà. Nói đầu rồi nghĩa. Bây giờ anh nói lại được không? Đó. Anh đó. Anh nói rồi á. Thôi kêu bạn xong này. Ủa nãy rồi. Em nói gì ta? Nói gì để còn nhớ đó kìa. Nói nó bạn này hát kêu hay. Hay. Chị nói một nín thở gì đó. Anh không có tập trung gì hết. Nãy là em nói là bạn này đứng lên vậy nè. Đó, thở là nghe hơi dài hát hay. Đúng là anh không tập trung gì hết. Bạn nói như vậy, bạn đứng như vậy đúng rõ ràng. Em nói rõ ràng là vậy mà. Thành ơi, bữa nay em xui quá Thành ơi, em rước hai đứa nó lật lọng nó trở mặt gì trở bàn tay vậy đó. Tụi bay chơi riêng qua nhà này tụi bay. Anh vô vô anh. Ờ, nó quýnh luôn quá. Dạ. Ờ, về. Về kìa. Nè, thôi. Ê, đừng ngươi, lấy sẵn con làm hồi đi. Trời ơi, anh ơi, anh coi lùa anh như dịch kìa. Cái gì cưng? Dạ đâu có đâu, em mừng anh về. còn em chỉnh ghế với anh mà. Thành, em nói đi bạn này thế nào? Hết muốn nói. Mất hứng hả? Em ghét hai đứa này quá. Nói em... đi. Thôi, nói đi nè. Dạ thưa anh. Xét về phương diện nhân gián học, bạn này có một loại gương mặt sẽ mang đến những niềm vui khi bạn hát. Xét về dáng đứng và phong cách tự tin, bạn cũng sẽ mang đến niềm vui khi bạn hát. Và xét đến cái độ tập trung thì thằng em của em nó lại vuốt tóc và ngồi một mình. Thôi nên nghe anh nói mà anh kiểu. Thì đại khái là bạn này tất cả mọi yếu tố đều là hát không hay. Ok. Rồi, chào qua. Tiếp theo, anh bạn số 3.
Sao kỳ vậy? Sao ST? Em cảm giác không hay một tí nào. Tại sao? Chỗ nào? Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy không hay thôi. Tại kiểu em bạn ơi, có bạn thể là bởi vì cái gương mặt và cái dáng dấp của bạn ấy nhìn có vẻ nó hơi phớt đời, nó hơi bụi bạn bụi. Nhét một cái vô đúng là cái style này rất là bụi bặm, hay là nó rất là hợp thời, nhưng mà kiểu bạn không có nhét một cách tinh tế. Bạn nhét nó cũng chưa có tinh tế, có nghĩa là bạn không có làm chủ được tất cả mọi thứ của bạn. Cho nên là SC nghĩ rằng là cái bạn này, bạn cũng sẽ không làm chủ được cái giọng hát của bạn luôn. Nên mà SC nghĩ bạn này hát không hay. Có thể bạn ấy không phải là những người hát dòng nhạc trữ tình hay ballad nhẹ nhàng để feel cái giọng của mình. Bạn ấy có thể hát những cái dòng nhạc khác, nó cá tính hơn, nó mạnh mẽ hơn. Và thậm chí bạn này cũng có thể sáng tác luôn. Bạn kiểu là thích gì hát đó. Kiểu như là cái áo bỏ đi, mình thích bỏ sao bỏ luôn á. Tôi nói cái này đúng là tại vì thí dụ nó có những cái dòng nhạc như là đèn bầu quá. Vâng đất đi ngoài. Cái từ đó ta đã né rồi. Cái từ cần né thì không né, thì cái từ nói là cái từ đó sẽ có né. Anh kỳ quá, anh nói rõ ràng là vậy đó. Nói định quýnh cái nữa đó. Em nghĩ rằng bằng này sao? Dạ. Em nghĩ bằng này sao? Dạ đúng rồi, hồi nãy em kêu hát hay á. Hát hay đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Bạn này là cho em nhớ cái bạn mùa 1, cũng là một cái trạng thái như thế này, cũng kiểu hả đơ đơ, kiểu nhép nhép miệng nhỏ, xong rồi gương mặt cũng sáng sủa và hát rất dở. Tự nhiên em nhớ tới cái lúc mà em ngồi cũng trên cái ghế này cùng với anh Trấn Thành và cũng bị vùi dập như vậy, và nhìn thấy một cái bạn y chang như vậy, tự nhiên em nhớ lại cái quá khứ của trời em. Trời tôi vùi dập nó nào trời, sao nó gieo nghiệp dữ vậy trời. Anh đi đâu anh cũng hiếp tay vậy anh. Anh dễ sợ của anh ơi. Ủa em phản anh luôn hả? Thành, hồi nãy em nhớ em là cái người mời mọc ST về, bởi vì nó là cái ba nhưng combo quần áo. Em trân trọng tôi nói, em khen ngợi tôi nói lắm anh. Sao kỳ vậy Thành? Anh đổi đội đi anh ơi. Thôi thương anh đi. Không đừng có bền đâu. Đừng ăn hiếp anh nữa. Thôi em thương anh lắm luôn. Thôi anh. Thương anh mà. Thôi thương mà. Thôi anh nói tiếp đi. Thật ra gì nè anh. Không em kêu anh ST nói. Không em kêu anh ST nói. Thôi anh nói đi, em giỡn á. Thôi đừng giỡn chừng mình thế nào tao không tháo râu mực mày. Nói như là bàn số 4 á, bạn này đúng y như ST nói luôn, là nó nằm ở cái e mà đẹp động trời mà hát động lòng luôn thì đó. Nhưng mà quan trọng là gì, bạn này không có khả năng diễn xuất giỏi, không tập trung tốt luôn. Em ơi, nếu như một người mà đã không có khả năng diễn rồi bây giờ nghĩ rằng là hát không hay nữa, thì liệu chương trình có cho vô không? Tại vì sao? Ít ra phải có một không hai chứ. Trong cái nhúm của bạn này là có ông số 3. Hồi nãy thấy ông số 3 là đã ngờ ngợ rồi. Sau khi cô clip nó thấy đằng sau nó đeo cái bông tai. Nó có những cái hình xăm nho nhỏ. Đừng anh, bông tai nó không có liên quan, em cũng đeo cái bông tai như vậy. Anh đừng có liên quan, anh đừng có không, tại vì thường thường những người bông tai to sẽ là những người hát hay giống như anh hát hay đó. Người ta là có chất người ta mới đeo bông tai. Đúng rồi. Không, em không có chất, em không có đeo. Em đeo tới 3 lần rồi. Cái gì? Nếu mà lỗ mà kệ tụi bay chứ. Cái gì vậy? Ai nó khoe có tôi mấy lỗ mấy lỗ à? Ai phải khoe chứ vậy? Để Thành nói tiếp nè. Một hầu em điên à. À để cái máu chua cua lên à. Tém là Thành ơi, tém lại. Tém lại. Cái thứ anh em thấy đó là hả? Cái thứ anh em thấy đó là hả? Cái đeo bé sao? Tay á, số 3 đeo con tay nó có chất đầu thì nó chơi chung nhúm với nhau. Thì cái đứa này ca hay thì đứa kia nó phải ca dở. Anh hiểu không? Theo cái định luật tự nhiên nó như vậy. Tại ba đứa ca hay nâng